Đâu rồi đấy. À, xin chào anh em nhé, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Thì cũng như ở video trước rất là nhiều, anh em cũng comment rằng là sẽ quay cho anh em nhiều hơn và sâu cho anh em kỹ hơn về khoản diều cánh cốc này, diều mới mét bảy về phun carbon bên nhà mình. Thì cụ thể thì ngày hôm nay mình sẽ quay chi tiết giới thiệu kỹ cho anh em về các con hàng. Thì ngoài phân khúc 1m7 ra thì nhà mình sẽ có những phân khúc to hơn tùy theo sự lựa chọn anh em. Vậy con hàng phân khúc 1m7 thì mình có đưa lên trên các sàn thương mại điện tử, ví dụ như trên Shopee, anh em thể mình sẽ có link đàng hoàng cho anh em, anh em thể qua đấy để đặt hàng. Còn bây giờ thì chi tiết thì mình sẽ giới thiệu kỹ cho anh em về con hàng ngày hôm nay nào. 1m7 này, diều áo vải thường và diều áo hình nhé. Ví dụ như tôi và Jamie sẽ là in nhật, còn lại hồng xanh đỏ thì sẽ là vải in thường. Hiện tại những cái mẫu này thì mình đang phục vụ cho anh em đam mê chơi những dòng diều mà muốn chơi phân khúc hàng giá rẻ thôi, không cần hàng quá xịn. Bởi vì như anh em cũng biết là hàng in nhật và vải vải zip các thứ thì hàng xịn cao cấp rất là nhiều, thì cái đấy sẽ ở một tầm cao. Còn đây, phân khúc này, video này sẽ dành cho anh em chơi với bộ môn mà giáo học sinh sinh viên nhé. Còn giới thiệu kỹ hơn, bây giờ sẽ giới thiệu kỹ về sản phẩm. Ví dụ nhà đầu tiên thì nó sẽ có là con 1m7 này, về là diều. Con này thì màu hồng 5 tí thủy chung. Anh em là đàn ông mà thích chơi màu hồng thì để sắm em này nhé, cực kỳ là xịn sò và ngon cho anh em luôn. Nhà mình thì có những phân khúc bảo hành như thế nào, thì nếu anh em thả trên rời hay là nhận hàng về mà bị gãy hay bị hỏng dập khung thì nhà mình sẽ gửi bảo hành cho anh em một một lỗi một đổi một nhé. Nhận hàng anh em sẽ được kiểm tra hàng thoải mái giúp mình, kiểm tra kỹ trước khi thanh toán này, đúng hàng đúng mã nhận nhé. Đây, có thể show cho mọi người xem về đường kim mũi chỉ vào đây. Sao đây này, chỉ may khá là chắc chắn nhé. Có điều nào nhìn vào màu hồng nó sẽ hơi bị rối mắt một tí. Đấy, đường mặt sau và mặt trước này, con này thì bao test cho anh em các loại gió. Đấy, chơi thoải mái luôn, không có vấn đề gì. Nếu anh em mà thả trên trời mà đang gặp gió rông mà có vấn đề gì về khung thì liên hệ bên nhà mình hỗ trợ cho anh em về vật khung nhé, hỗ trợ cực kỳ là hot và ưu đãi cực kỳ hit luôn. Đấy, còn cái này thì nếu anh em mà đam mê màu đen thì có thể chơi lại màu đen nhé. Chỉ tất cả mọi thứ nhà mình làm chuẩn cho anh em hết, chưa? Kể cả vải, bây giờ chất lượng vải bây giờ thì ngon hơn chất lượng vải ngày xưa rất là nhiều, nói thật với anh em. Và những anh em nào chơi diều sáo mà chơi về diều full carbon đầy đầu nhá, vải bây giờ thì nói thật với anh em hàng phải ngon, chất lượng uy tín luôn, chơi bao nhá. Nói thật với mọi người là ngày xưa mà cái vải thường không bao giờ lên khung mà diều nó được căng như này đâu, nhưng bây giờ là phân khúc vải thường mà cũng còn đã căng lý như là vải zip rồi, cực kỳ là xịn luôn. Bao test cho anh em chơi thoải mái về đam mê nhé. Màu xanh, màu đỏ hoặc là màu xanh ngọn chuối đấy nhé. Đây sẽ là màu xanh ngọn chuối này, đây sẽ là màu xanh ngọn chuối cụ thể anh em nhé. Đây, anh em thể ngắm kỹ, anh em thể ngắm kỹ toàn hoàn toàn các sản phẩm bên nhà mình, có tất cả sản phẩm đều ngon hết. Hay là màu đỏ đi, màu hồng cũng thích thì có thể màu đỏ cho nó rực rỡ đấy, màu đỏ cho nó rực rỡ đấy nhé. Cánh nhà mình làm cánh cắt hết đấy. Như này nhìn nó chuẩn chưa, quá chuẩn luôn. Anh em nào mà thích diều lên nó ấy được nhiều gió hơn, muốn cong cánh cong đuôi thì anh em thể buộc thêm cái dây kéo đuôi vào đây nhé. Nhà mình thì sẽ gửi cho anh em đầy đủ về áo khung, dây néo các thứ đầy đủ luôn. Dây nèo thì bao chắc chắn luôn đấy, anh em yên tâm về dây nèo nhé. Diều to thì nhà mình sẽ làm dây nèo bằng amiang, còn diều nhỏ thì nhà mình làm dây diều bằng nèo dây dù nhé. Đây, anh em thích cho cong đuôi thì cho cong đuôi, không anh em thích thẳng đuôi thì cho thẳng đuôi nhé. Còn đây là mình nghĩ đây sẽ là một con hàng mà nhiều anh em yêu thích và đam mê hơn, ưa chuộng hơn, Tom và Renny. Mặc dù là hàng áo vải thường thôi, nói thật với mọi người, phân khúc của ngày xưa ấy, hàng áo vải thường mà để in nhiệt như này thì nó không được tốt như bây giờ, nói thật mọi người. Bị trùng, mình đã làm từng rất nhiều video rồi và giới thiệu rất nhiều các sản phẩm rồi nhưng mà nó không được tốt như bây giờ. Đây, đây là con hàng này. Đó, bây giờ được chưa? Bây giờ nha, phải nói với mọi người rằng là bây giờ cái chất liệu bây giờ cực kỳ là xịn luôn. Đường kim mũi chỉ rất là sắc nét nhé. Cái chỉ thừa này thì anh em thể cắt đi cũng được nhé. Cái chỉ thừa này thì không thể tránh được, quần áo cũng có rất nhiều chỉ thừa. Đấy nhá. Còn về mặt phẳng hay là về hình in thì rõ mồn một luôn. Đó, thẳng nét như là TV Sony 62. Đó, được chưa? Đó, anh em nhận hàng em kiểm tra kỹ nhé. Giá thì con này nhé, mình sẽ nói về giá luôn, mình sẽ nói về giá luôn. Giá hai con này sẽ chênh lệch nhau mọi người nhé, giá hai con này sẽ chênh lệch nhau một chút xíu, không chênh lệch quá nhiều nhưng chênh lệch nhau một chút xíu. In nhiệt này sẽ là đắt hơn một chút, thậm chí là áo một màu này sẽ rẻ hơn. Còn các loại hình áo thông thường là cờ đỏ sao vàng này, rơi lửa này, chim cú hay là gì đấy, những cái hình mà nó xịn xịn hơn thì những cái hình mà yêu cầu độ tỉ mỉ cao hơn thì giá nó sẽ cao hơn một chút xíu. Còn những cái sản phẩm đơn giản như này thì cũng đã cao rồi, nhưng cũng không quá cao đâu, nói thật mọi người là không quá cao đâu, cũng độ tầm vài trăm hay là đôi triệu gì đấy, nó cũng đơn giản mà. Hay là sang diều cánh cốc nhé, nhiều anh em sẽ quan tâm về nhiều diều cánh cốc nhiều hơn. Cánh cốc này thì có thể lắp được sáo, có thể lắp được sáo là tùy theo về anh em về độ thêm. Còn nhà mình làm và gửi đi cho anh em, còn nhà mình là làm và gửi đi cho anh em những con diều cánh cốc như thế này thì nó sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi.
cánh cốc bây giờ nhé, cánh cốc bây giờ không phải là cánh cốc của ngày xưa anh em nhé, chú ý này, cánh cốc bây giờ nhé, nhà mình là luồn khung đàng hoàng, may chỉ cánh cốc đàng hoàng này mọi người này, tất cả anh em và các quý vị khách hàng chú ý nhé. Đấy, may chỉ đàng hoàng, cánh cốc bây giờ sẽ là xỏ áo đàng hoàng chứ không còn là cánh cốc ngày xưa mà là dán bằng keo keo con chó, hay là dán bằng keo keo con chó, hay là khâu đấy. Đấy, và bây giờ là như thế này luôn, xịn xò và tỉ mỉ luôn. Cánh cốc này cũng có nhé, anh em đặt hàng có thể liên hệ. Các sản phẩm cánh cốc này thì hình như là mình cũng có thể là mình đưa lên sàn sẽ hơi bị khó về là cái diện tích, nhưng còn nếu mà để gửi ngoài thì gửi cho anh em bình thường nhé, anh em có thể liên hệ nhé. Cái này thì nếu mà anh em về mà thích lắp sáng thì có thể độ thêm về chỗ này, độ thêm phần cánh này, độ thêm phần cánh này cho nó cứng nhé, phần cánh phần đuôi độ thêm vào đây cho nó cứng này, thêm khung ở đây để mình có thể lắp được sáo. Và hiện tại như này thì là thả khung, bây giờ hiện tại sẽ là thả khung sáo nhé, và sẽ có video test cụ thể cho anh em con diều cánh cốc nhà mình lên để cho anh em có thể tham khảo. Cong đuôi cong cánh tùy theo anh em nhé, anh em thích cong như nào cũng được. Còn về nói về con diều mà còn nói về con diều mà để anh em nào mà cay ghét nhà hàng xóm mà muốn cho nhà hàng xóm nó mất ngủ đêm trưa ấy, hay là mất ngủ đêm hôm ấy, thì xin phép anh em là mình giới thiệu anh em con diều mang. Đó, con diều mang nhé. Nếu như như anh em ở thời đầu anh em chơi với diều ma thì anh em biết được một con diều ma này hơn 1 triệu đúng không, khẳng định anh em mình cũng là người đi hỏi diều ma rồi, nhưng mà mình thấy giá cao quá mình không nhận cho anh em nó thật. Chứ còn bây giờ thì diều ma này thì bây giờ bên nhà mình có diều ma khoảng như giá học sinh ấy, giá cực kỳ là dễ chơi luôn. Về cái phần lan này nhé, nếu mà như chuẩn ý, khung đi kèm của nó sẽ là khung tre, nhưng nhà mình sẽ độ thêm carbon, à khung này gọi là khung carbon lan carbon cho nó cứng cho nó bền hơn, chứ chuẩn nó đi theo kèm một bộ diều ma sẽ là khung tre, mình chơi chuyển sang carbon cho chắc chắn hơn đấy nhá. Cái con này nó thật với anh em mà 12 giờ đêm nhé, anh em 12 giờ đêm anh em lắp cho mình thêm cái đèn nháy ở đây, hoặc là lắp cho mình cái đèn nháy và hai cái mắt đỏ đỏ này đó, được chưa, cái mồm anh em lắp cho mình thêm một cái đèn nháy trắng trắng ấy, đèn quạt ấy, anh em mà nếu mà ở đâu anh em mua đèn ấy, anh em hoặc là nếu mua bên nhà mình thì bảo chị làm cho em cái đèn quạt mà ba bóng ấy, hai mắt này là hai mắt đỏ, mắt này là trắng. Tôi nói thật anh em là thả đêm thì lên trên trời gọi hết sức chấm luôn, kiểu gì nhà hàng xóm mà nhìn thấy cũng mất ngủ, sáng sau cả nhà tỉnh bơ mắt như sáo diều nhé. Đó, bảo hành hết, tất cả các sản phẩm nhà mình đều được bảo hành hết, cho nên mọi người yên tâm về các mặt hàng sản phẩm bên nhà mình. Nhận hàng thì mọi người kiểm tra hàng kỹ giúp mình, còn số điện thoại hay cụ thể mọi người mua hàng thì mình sẽ có số điện thoại cụ thể ở Zalo, Zalo có này, số điện thoại alo trực tiếp có này. Đấy, mua qua link trên Shopee có luôn. Đấy, đầy đủ phục vụ cho anh em luôn. Nhớ anh em học nhớ anh em mà ở xa mà không không mà mua những cái gì mà ví dụ như anh em mua một cái gì đấy nó nhẹ, ví dụ một cái diều thì gửi ship thì nó không nói, mua một số ví dụ một cái đèn hai ba cái đèn thì anh em thể tham khảo link Shopee nhé, trên đấy sẽ được hỗ trợ phần ship, giờ nó rất là rẻ, mấy nghìn tiền ship thôi, rẻ cho anh em cực kỳ. Chứ còn nếu mà để anh em mà mua đặt ngoài mà nhà mình gửi ngoài cho anh em thì 40.000, 30.000 tiền ship, rất là đắt, đắt hơn tiền ship gần bằng tiền hàng đấy anh em cụ thể. Còn bây giờ sẽ đi tiếp giờ thôi.